Hello, chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Hôm nay thì rất vui được gặp lại quý vị và các bạn mà một combo dành cho anh có ở Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì anh ý lấy ở bên em một số những cái thiết bị như sau, em có thể nói qua cho anh em. Gồm có là một cục đẩy Martin anh em nhé, MA1.3S này. Con này thì nó chạy xỏ sắt anh em nhé, mặt vàng chanh, nhìn rất là đẹp luôn. Anh có thể nhìn này. Và một con vang số bãi T3 mã DSP 200 cộng. Con này thì vừa có thể chỉnh bằng tay, vừa có thể chỉnh bằng máy tính, rất là chi tiết mà tiếng rất là hay, chạy của chip Mỹ và Diva Analog 21375. Con này đặc biệt là nó có thể chạy được những cái giải điện yếu từ 90V đến 240V anh em nhé, nên thoải mái cho anh em dùng, mà kể cả đi sâu nó không sợ nó bị yếu điện hay gì đấy, nó sẽ tắt đột ngột anh em nhé. Và một bộ micro, con này là con Devon anh em nhé, mic Devon với mã là ACT9393, đây ACT9393 Devon. Đối với con mic Devon này thì còn rất là đẹp này, thì cái đèn chiếu sáng từng cái phím một này, anh em thể thấy này, nó có cái đèn trên từng cái phím này luôn nhá. Các nguồn này, up down này, ACT này, set này, up down này, đấy, rất là đẹp. Đối với dòng này so với những cái dòng Zena Card thì nó tiếng của nó là gần như là tương đương nhau. Thì bên trong nội thất cũng như là bên trong phần củ mic, củ côn ấy, nó đều là do một nhà máy sản xuất anh em nhé. Còn đối với con vang số T3 này thì do Shiso sản xuất, đây là do hãng ADDK đặt hàng của Shiso, cho nên là nó sẽ in là ADDK DSP 200 cộng. Chất bãi luôn, nhìn rất là chất anh em nhé. Với cái này thể hiện là màn hiển thị LED, LED mờ chữ vàng em nhé, chất chữ vàng. Em ý là khi có tín hiệu thì nó sẽ chớp nháy đèn theo cột ở đây, khi mình alo mic thì nó sẽ chớp ở đây. Còn những cái thông số mình có thể chỉnh được bằng tay, ví dụ như anh có thể chỉnh bass chép ở trên, ngay ở trên cái bàn phím này, cái phím này luôn anh nhé. Bass music này, music em đánh vào này, để chỉnh music này, đây music đây thì anh em sẽ xoay. Ở đây có 4 dãy tham số thì nó sẽ tương ứng với 4 cái nút này, 4 nút trắng này. Ví dụ như là FEQ đây chỉnh này. Anh em xoay cái cần EQ này thì hiển thị bây giờ là music nó sẽ có 15 cần chỉnh. 15 cần chỉnh thì chia ra các giải tần thì nó sẽ hiện ở đây. Đây là hiển thị tần số này, đây là độ lớn gain này. Đây là độ dốc tần số Q này. Thì anh em chỉnh đến tần nào, ví dụ như đang ở tần 62 thì nó sẽ là phần bass của nhạc anh em nhé. Độ lớn là 8.1 này, độ dốc là 1.4 này, thì anh em có thể thay đổi những cái trị số này. Rất dễ dàng luôn. Đây là phần mic này, phần music là nhạc nhá, anh em chỉnh phần mic cũng như vậy. Mic thì nó sẽ có nhiều tần chỉnh hơn, mic con này có đến 30 cần chỉnh mic nhá, rất là rộng và chi tiết luôn. Thì đây là em đang hướng dẫn cho anh em cách để chỉnh tay cơ bản của cái dòng này. Thì khi mua hàng bên em thì đã được chỉnh sẵn rồi anh em nhá, mà anh em có thể chỉnh thêm được thoải mái ở đây. Đây anh em có thể thấy nó nhảy từ số 1 đến số 30 khi em chỉnh ở đây. Rất là nhiều tham số, nó dài từ 20 Hz cho đến 16.000 kHz anh em nhé. Còn phần delay này, revert này, echo này, mình có thể hoàn toàn chỉnh được bằng ở trên này hết anh em nhé. Hoàn toàn chỉnh ở trên này hết này. Rất là dễ luôn. Mà khi anh em sử dụng thì sẽ có, nếu anh em chuyển khoản trước thì sẽ được tặng kèm theo một cái remote điều khiển từ xa. Đây là cái remote điều khiển từ xa. Rất là tiện cho anh em khi sử dụng. Nếu anh em mua hàng thì sẽ, anh em chuyển khoản trước ấy, thì sẽ được tặng kèm theo một cái remote này, để anh em có thể ngồi từ xa để ấn này, điều khiển. Đây. Đấy. Đây nhá, điều khiển từ xa luôn này. Rất là nhiều công nghệ hiện đại trên cái con vang này. Một con vang bãi mà đầy đủ các remote các thứ thì mình dùng rất, nó rất là tiện. Đấy. Đây là một bộ mic này, em thử alo cho anh em xem. T1 2. Bây giờ em sẽ hát thử một đoạn và thử chất trên một đoạn của cái con bộ combo này cho anh em cùng xem nhé. Xin báo giá cho anh em có thể quan tâm và tham khảo. Thì đối với cái dòng vang này thì bên em đang bán với giá là 2.900.000 đồng. Còn một con đẩy này với giá là 4.800.000. Con đẩy xỏ sắt anh em nhé, 1.3S. Đấy. Đã có clip ở trên kênh thì các bạn nào quan tâm có thể xem chi tiết ở trên kênh của Nghĩa Audio Hà Nội nhé. Ok, xin mời anh em cùng theo dõi. Lần đầu gặp em khi phố
phong thu.